Hôm nay là ngày 15 tháng 3 thì Út Vũ chuẩn bị giao một số cây cần thăng 15 tháng 3 năm 2021. Số cây cần thăng cho anh chị ở xa ha. Cái này là người ta đặt hàng nha. Đặt hàng rồi mới mới có ha. Còn cái loại mà cũng như gì nhưng mà mình nuôi thêm khoảng tháng rưỡi nó mới mới có đợt mới. Đang đợt này là đang nhổ đang giao cho người ta đây không chị em thấy giao hết 2 lít này luôn nó khoảng hai mấy ngàn á, gần 30.000 cây cây nè.